Thưa quý vị, liên quan đến vụ một tài xế lái xe Porsche chặn đầu xe Hyundai ở đường Vành Đai 3 trên cao, sáng 21 tháng 2 năm 2023, trao đổi với báo Thanh Niên, chỉ huy đội cảnh sát giao thông số 6 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đã mời hai tài xế đến trụ sở làm việc. Theo đó, đội cảnh sát giao thông số 6 đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế Porsche về hành vi dừng đỗ xe trên đường cao tốc sai quy định với số tiền 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng theo nghị định 123. Ngoài ra, đội cảnh sát giao thông số 6 cũng đang phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ khác để xác minh làm rõ việc tài xế Porsche nhổ nước bọt vào xe Hyundai. Trước đó, như báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11 tháng 2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế lái ô tô hạng sang nhãn hiệu Porsche biển số Hà Nội đã dừng xe để chặn một ô tô nhãn hiệu Hyundai đang di chuyển cùng chiều để gây sự. Thậm chí, tài xế xe Porsche còn nhổ nước bọt vào trong xe ô tô Hyundai. Sự việc xảy ra trên đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua phường Mễ Trì thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo người đăng tải clip, tài xế lái xe Porsche đi trong làn khẩn cấp của đường Vành Đai 3 trên cao. Khi đến đoạn đường ùn tắc, người này muốn di chuyển vào làn chính nhưng tài xế xe Hyundai không cho vào nên hai bên đã xảy ra xích mích. Thưa quý vị, đường Vành Đai 3, đoạn cầu Thăng Long, Mai Dịch, Thanh Xuân, Pháp Vân, cầu Thanh Trì dài gần 10 km, gồm 4 làn cao tốc, 2 làn dừng khẩn cấp, là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô. Do lượng phương tiện giao thông tăng không ngừng, tuyến đường này thường xuyên ùn tắc, nhất là khi có sự cố về giao thông. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube của báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.